Hello anh em, quay trở lại với channel. Thì chúng ta quay trở lại với một ngày đầu năm 2021. Thì cả tuần này mình không làm được video nữa. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái biểu tượng trong Bitmobi. Thì có rất nhiều bạn hỏi mình. Thì sẽ có những bạn sẽ có đầy đủ cái biểu tượng và những các bạn sẽ không đầy đủ biểu tượng. Hỏi mình mà hỏi mình là đây, tại sao nó có những cái được những cái biểu tượng này? Đấy, thì cái icon đó sao nó còn người ta có được, thì nó có một cái mã code, thì khi chúng ta nhập vào thì tương sao sẽ có những cái biểu tượng đó. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn khoảng 21 cái biểu tượng, thì các bạn có thể lựa chọn. Mình nghĩ 21 cái biểu tượng này có vẻ là khá là full rồi đấy, full trong tất cả các biểu tượng này. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem thử qua nha, các biểu tượng nhé. Thì cái biểu tượng này nó sẽ nằm ở trong tên của các bạn, trước hoặc sau tên của các bạn. Đấy, các bạn thấy cái tên của mình đã có một biểu tượng nào, tượng bóng đèn. Thì các bạn nhấp vào cái tên của các bạn, sau đó các bạn nhấp vào chỉnh sửa và các bạn thêm cái icon, cái mã code của nó vào sau cái tên hoặc trước cái tên của các bạn là được. Thì mình có sưu tầm một ít cái mã code, bây giờ mình sẽ test lại cho các bạn. Đây, có một số mã code khá là đẹp nha các bạn. Sao chép. Chán. Đây, bạn thấy không? Đó là gói quà màu đỏ. Bạn để ý chỗ owner name đó, YouTuber sẽ comment đó, GNX đó. Thì các bạn thấy không? Nó có một cái gói quà. Thì đó là một cái mã code gói quà. Chúng ta test thêm một cái mã code nữa. Mã code này là mã code gì đây? Nói chung mình mới sưu tầm nên mình chưa test hết các bạn. Thì các bạn sẽ thích cái nào thì các bạn sẽ test cái đó thôi. Đó, cái này là của eFootball. Biểu tượng của eFootball. Thì mình sẽ cho nó nhiều nhiều và sau đó mình sẽ ra cái tên của mình ở ngoài ngoài run á, thì mình sẽ cho các bạn thấy đẹp hơn. Sưu tầm mãi mới được 21 cái mã code đó các bạn. Không phải là đâu nó cũng có đâu. Đây, đây cái này là cái bóng đèn. Thì cái này nó chỉ là đẹp thôi chứ nó chẳng có tác dụng gì đâu. Đẹp cái tên của các bạn thôi. Đó, đây là trái bóng. Trái bóng nó khá là đẹp nha các bạn. Với quà trái bóng khá là đẹp. Con hoặc là tích chữ V cũng khá là đẹp nha các bạn. Chúng ta đây có My Club này. À, tôi có mai lớp là cái con đó, con trong game của mình đó có cái GB này, có cái tết màu xanh nữa các bạn. Khá là nhiều cái icon đẹp. Đó, tích màu xanh đó, tích màu xanh màu hình tròn đó, khá là đẹp. Rồi mình sẽ quay lại cái phần đó là sẽ thấy mờ mờ thôi, mình sẽ quay lại cái phần này mình sẽ cho các bạn thấy khá là rõ cái biểu tượng đó. Đây các bạn thấy không? Khá là đẹp. Thì lúc đó khi cái kia thì nó hơi mờ mờ thôi. Đây nó hiển thị rất là rõ. Thì cũng khá nhiều các bạn hỏi mình là có một số bạn chỉ có được ba cái icon thôi, nó là tích V, icon với cái GB thôi. Còn đây mình sưu tầm khá là nhiều, 21 cái icon biểu tượng lận. Thì nếu các bạn muốn 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 có cái mã code này á thì hãy liên hệ
Facebook mình nha, hãy BM Facebook mình, Facebook cá nhân đó, thì mình có để phần dưới phần mô tả BM Facebook phần cá nhân mình sẽ bot cho các bạn hoặc là mình sẽ cho các bạn. Đấy, tại vì khi mà mình up ở dưới phần mô tả các bạn sẽ không copy được đâu. Khi trên YouTube thì các bạn khó là copy, khi các bạn login máy tính thì các bạn thì copy. Thì tiện thể cho các bạn chơi điện thoại thì các bạn hãy BM mình sẽ đưa cái phần code này cho các bạn, hoặc là mình sẽ làm một cái file để các bạn có thể tải xuống. Đấy, cho nó tải xuống để các bạn có thể test từng từng cái icon, từng cái biểu tượng một. Ok, thì mình sẽ giới thiệu các bạn những icon như vậy thôi. Thì các bạn hãy đón chờ những cái video tiếp theo và những cái mới và cái thông tin mà mình có thể để tìm kiếm và update cho các bạn. Hãy cho mình một subscribe, một like video nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Despacio.